Hãy xem nếu ta có thể tìm ra giới hạn khi x tiệm cận vô cực của cosin x chia x mũ 2 trừ 1. Và như mọi khi hãy tạm dừng video và xem nếu bạn có thể tự giải nó không nhé. Có một vài cách để giải bài toán này. Bạn có thể làm cách này và nói, hãy nhìn tử thức ở đây. Cosin x, cái này sẽ dao động giữa trừ 1 và 1. Cosin x sẽ lớn hơn hoặc bằng trừ 1, hay trừ 1 tại 1 nhỏ hơn hoặc bằng cosin x là cái mà nhỏ hơn hoặc bằng 1. Vậy tử thức này sẽ chỉ dao động giữa trừ 1 và 1 khi x thay đổi, khi x tăng như trong trường hợp này. Trong khi mẫu số ở đây ta có x mũ 2, nên khi ta có giá trị x ngày càng lớn thì cái này sẽ trở nên rất rất lớn. Ta sẽ có một cái gì đó bị giới hạn giữa trừ 1 và 1 chia bởi một số vô cực rất rất lớn. Và nếu bạn có một tử thức bị giới hạn và bạn chia mẫu số vô cực rất lớn đó thì nó sẽ tiệm cận không. Vậy đó là một cách mà bạn có thể nghĩ về nó. Một cách khác là làm tương tự như ban đầu nhưng giải nó một cách học thuật hơn. Vì cosin bị giới hạn như vậy, ta có thể nói là cosin x chia x mũ 2 trừ 1 nhỏ hơn hoặc bằng số lớn nhất của tổ thức này có thể đạt là 1, nên nó sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 1 chia x mũ 2 trừ 1, và nó sẽ lớn hơn hoặc bằng số nhỏ nhất của tổ thức này có thể có sẽ là trừ 1. Vậy trừ 1 chia x mũ 2 trừ 1. Một lần nữa mình chỉ đang nói nhìn đây, cosin x lớn nhất có thể là 1 và nhỏ nhất sẽ là trừ 1. Vậy cái này sẽ đúng với mọi x. Và ta có thể nói là giới hạn khi x tiệm cận vô cực của cái này sẽ đúng với mọi x. Vậy giới hạn khi x tiệm cận vô cực. Bây giờ cái ở đây bạn có thể nói phần ở trên là một hằng số, phần ở dưới thì chỉ lớn hơn vô cùng. Vậy cái này sẽ tiệm cận không. Vậy cái này sẽ là không nhỏ hơn hoặc bằng giới hạn khi x tiệm cận vô cực của cosin x chia x mũ 2 trừ 1. Tức là nhỏ hơn hoặc bằng, thực ra cái này cũng sẽ bằng không. Bạn có một tổ thức là hằng số, một mẫu số bị giới hạn. Tổ thức này sẽ tiến tới vô cực và vì vậy cái này cũng sẽ là không. Vậy nếu giới hạn của ta sẽ giữ ở giữa không, nếu không nhỏ hơn hoặc bằng với giới hạn của ta thì nhỏ hơn hoặc bằng không. Vậy thì cái ở đây phải bằng không.